my connection as well. Oh, it doesn't work. What doesn't it work? Give me a second. I'll check this one. Give me a second. What does it one? Yeah, so it's the right thing. Check it. Check if check to see if device is turn on and range of your internet. Yeah, sure this. Give me a second. Google Wi-Fi. Okay. Wow. Give me a second. Ok, thì cả nhà mình ok đúng không? Và chờ một chút nha. I still don't understand why there isn't connect. Ok, so by the way, hopefully it won't clear all. Rồi, cả nhà mình có câu hỏi nào chú ý không? Do you have any question for me? Do you have any question for me? Các bạn có hỏi nào cho thầy không? No. About everything, okay? Bất kỳ một điều gì các bạn muốn hỏi ha, thì yeah, sure, I will answer you everything that you need to know. So maybe you don't. What does it? I should turn it off. That's what I think. Yeah, I should turn off everything. Ok, so rồi cả nhà, bắt đầu luôn nha. Here we go, and start again. Rồi, đây là cái hệ thống này mà mọi người, mà các bạn mới nha, các bạn sẽ có được không? Khi mà các bạn có tài khoản nha. Ok, các bạn sẽ được, các bạn sẽ có được khoản như thế này. Nó sẽ available cho các bạn 5 ngày. Ok. Thì trong cái này chúng ta sẽ có được rất là nhiều bước học tiếng Anh, bao gồm là chép chính tả. Ok. Karaoke, shadowing, hay còn gọi là đọc đuổi. Alright, bên đó chúng ta sẽ có phần bài viết nè, video. Ok. Nói chung là nhiều thứ này chơi lắm nha. Rồi. Cả nhà mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nghe chép rồi. Thì các bạn bấm chú ý con số 1. Ok, if you're ready, type number 1. If you're ready for the lesson, type number 1 and then we shall start now. Should I show you? No, I should not. I should not. Okay, and then we got some noise from somewhere else. Các bạn tắt mic giúp Uy ha. I help you. All right, I help you. Rồi cả nhà, chép nào. Các bạn có hai cái cách chép nha. Một là các bạn hãy kiếm cho mình một tờ giấy và một cây viết. Được không? Một tờ giấy và một cây viết. Số 2 là bạn không cần hai điều đó. Bạn có thể nghe được cái gì bạn đánh trực tiếp vào ô chat này luôn. Ô chat này nè. Hello. Được không? Bạn đánh trực tiếp vào ô chat này luôn. Và sau đó chúng ta sẽ Uy sẽ show cho cả nhà là cái bản bản gốc, nghĩa là cái bản nội dung. Được không? Cái là cái content của chúng ta. Và chúng ta sẽ so sánh là những điều chúng ta nghe được liệu là có cái từ nào chúng ta biết mà chúng ta nghe không ra. Bình thôi á. Hoặc là từ mới. Thôi sao tôi vô không được? Vô không được hả? I don't know. Chờ biết à. But I need to turn your but I need to turn you off, okay? But where's the noise from? Oh, it should be here, right? Okay. Amy mở cam lên nào. Rồi, let's go. I think that's my problem. Okay. Mọi người chú ý chút nha. I think the Wi-Fi connection is
really Cả nhà chờ chút nha, give me a second nha, something wrong of cái wifi nó bị chậm, rất chậm thì phải rồi. Yeah, that's one thing I don't like about. Check to see it's on or not. Okay, can you give me a second? It's kind of doesn't make sense. It does not make sense at all. Here. Okay, I think we're good now. Okay guys. Rồi cả nhà mình nghe nghe Uy được không? Nghe rõ không? Uy mới đổi wifi lại cho nên một chút cho nó hơi chạy hơi chậm một chút ha. It shouldn't be this delay. Rồi ok cả nhà. I think it works now. I think so. Mạng hôm nay nó bị cắm mập cắn nè. Vô. I still don't understand. I still don't understand. But if it be this lazy, I need to do something else. What's going on? What the hell is going on over here? I really don't understand. But I got something else to do. Yeah, I don't know what's going on. Rồi, cả nhà chờ chút nha. I need to change everything. I need to change a bit. Why is it so slow? Pretty much weird. Okay, cả nhà. Uy đọc cho cả nhà chép nha. Ok, Uy đọc cho cả nhà chép. Tại vì bây giờ wifi nó bị cùi lằn rồi. Cho nên nó does. It works now ha. Let me. Alright. Khánh Ly ơi, em có đây không? Dạ có thầy. Cho cái này có phải email của em không? Khánh Ly 2699 có phải của em không? Đúng rồi. Cho thầy password, please. 039. 039. Alright.
762. 762. Ok. Bây giờ mày đi đâu vậy hả? Ở giờ đi làm mày ơi. Mà thầy em nghe mới được có nghe được từ bài đi trở về trước thôi này. Bài nào? Chỉ nghe được Family trở về trước thôi, chưa nghe được bài A Friend. Friend đó hả? Em chưa học qua mà đúng không? Dạ chưa, em mới vừa bắt được cái video video nhưng mà tại em chưa nghe đủ giờ cho nên nó chưa cho em qua tuần. À thì đúng rồi, chị nghe đủ giờ thì chị qua là đúng rồi, đáng đời, trở lại lớp. Đang nghe thầy ạ. À. Đang Trong nghe. tối nay sẽ xong. Alright. Em làm ở đâu vậy? Em làm ở quận 10 thầy. Em học tới chắc tầm 9:45 xong em out lớp em đi làm. Tối nay em trực đêm. Thôi, I don't think it's a good job đó nha. Không nghĩ tôi không nghĩ nó là một công việc tốt đâu ha. Em biết nhưng mà từ từ. Nói chung là bây giờ em có nhiều sự lựa chọn lắm, được không? It's not a good job, but by the way, if you like it, you do it, alright? By the way, Rồi cả nhà, let's go, chép chính tả nào. Are you an animal lover? Rồi ghi xuống nha, let's go. Are you an animal lover? Very good. Are you an animal lover? That's good. Are you an animal lover? Where's the mouse from? Are you an animal lover? Are you an animal lover? Shit. Are you an animal lover? Yes, I am. I love animals. 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 Ghi xuống nha cả nhà nha. Yes, I am. I love animals. That's good. That's better. Yes, I am. I I love love animals. animal. Are you raising any pets? Are you raising any pets? Ok, that's cool, rồi. Cả nhà mình theo kịp không? Mình vẫn theo kịp ok đúng không? Theo đi ạ. Vẫn ok đúng không? Ok, are you raising any pet đúng không? Rồi cả nhà này, những bạn mới vào ấy, các bạn đây là một cái trò chơi nha. Đây là một cuộc hội thoại, được không? Đây là một cuộc hội thoại nè. Nơi mà một câu bắt một câu nhé, một câu hỏi ấy, nó sẽ lặp lại cho mọi người 7 lần, được không? Và trong trong 7 lần này mọi người nghe, mọi người tranh thủ mọi người ghi xuống nha, ghi hết tất cả những gì mình có thể nghe được nha, tất cả những gì các bạn có thể nghe được. Nếu không nghe được thì làm sao, thì chừa ra chứ làm sao nữa, được không? Thì các bạn chừa ra thôi, để tí nữa chúng ta sẽ so sánh với bản gốc là à bản này nè ha, để xem là các bạn bị sai chỗ nào, từ mới chỗ nào, hay là các có cái từ mình biết mà mình phát âm sai. Ok, let's go. Mình có một bạn giơ tay này, bên like một bạn nam. Hello Nguyễn Thanh Tâm, what is your question? Nguyễn Thị Thanh Tâm, right? Bạn Tâm ơi, bạn Thanh Tâm này. But like, your name is a girl's name, but you are a guy. Where is he? Ok, tôi mời tiếp nha. Let's go. Are you raising any pets? Are you raising any pets? Let's go. Are you raising any pets? Yeah. Are you raising any pets? Are you raising any pets? Yeah. Are you raising any pets? Are you raising any pets? To start. Yes, I have a pit bull puppy at home. Very good. Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home.
Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home. What is it like? 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 Oh my. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. Yeah. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. Yeah. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. What does it look like? What does it look like? What does it look like? Yeah. What does it look like? 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 He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. What are its habits? 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 Good. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. Very good. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. I don't listen. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. What do you usually do with it? 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 We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. What does it like to eat? What does it like to eat? What does it like to eat? Yeah, what does it like to eat?
What does it like to eat? What does it like to eat? What does it like to eat? What does it like to eat? He loves beef, chicken, and some dairy products. 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 What do you learn from it? 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 Yeah. What do you learn from it? What do you learn from it? What do you learn from it? He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. Why do people keep pets? 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 They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. Are pets well looked after in your country? 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 Yes, people in my country love pets. 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 All right. My friend, here we go. Rồi, đi sẽ show cho cả nhà nha. Đây là cái file Word của nó nè, cái file content của nó ha. Cả nhà mình xem sai chỗ nào ghi xuống từ đó cho y ha. Rồi mình sẽ sửa phát âm nè. Từ nào mới thì ghi xuống, từ nào cũ mà nghe không ra thì cũng ghi xuống luôn. Alright. And then I will correct. And then I will correct your pronunciation. And explain to you the meaning of the content so you can have a better understanding about the lesson today. And here we go. Very good, Hanakun. Huh? Rồi nha, hỏi cùng nào. Yeah, sorry, this is not the lesson that I want to show you. Đây không phải là bài mà thầy muốn show cho cả nhà nha. No. Bài này bài số 7 ha, Animals.
Here we go. All right. Rồi cả nhà mình nào. Let's go. Let's write down. Write down your mistakes and the word that you don't understand. Okay. All right. So, but please don't turn on your mic. Mọi người đừng turn on your micro nha. That's cool. Bạn Ngọc Tâm mới vào đúng không? Bạn mở cam lên giúp Uy nha. Bạn Huế Thanh Tăng nè. Bạn Khai Nhung Thị nè. Bạn Mỹ Dung. Okay, please turn on your camera. Alright, để tí nữa thầy cứ sửa bài cho các bạn, thầy sửa nó nhanh hơn. Chứ mà chờ có kêu tên các bạn xong rồi đọc tên nó mất thời gian của nhau lắm. Alright, mất thời gian của các bạn nữa. Cho nên là just me to only plant such as flowers and fruit trees. I don't know what you're talking about. Bạn Thanh Tâm ơi, bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm, bạn có đây không? Bạn mở các mic lên hộ thầy với nha. Cause I don't know what are you trying to tell me. Adult. Các bạn ghi xuống hết nha. Đúng rồi, ghi xuống hết luôn nha. So sánh. Được không? Chép rồi mình so sánh. Tại vì hồi trước giờ các bạn không có công cụ chép, được không? Các bạn học tiếng Anh các bạn không có công cụ chép chính tả. Alright, cho nên là mình sẽ không biết là mình bị sai chỗ nào, từ nào, phát âm có đúng chưa. Alright, here we go. Nakun bị sai con từ đó hả? Có vài từ thì em nghe được nhưng mà em bị... Em không chắc là em viết chính tả có đúng không ạ? À ok, em chính tả khỏi nó nên, nhưng mà nghe là nghe hiểu không? Nghe hiểu ạ. Nghe ra không? Nghe được ạ. Nghe ra luôn á nha. Ok. 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 Từ đáng đọc như thế nào? Cái từ trưởng thành á. Trưởng thành về thể xác á. Bình thường thì em hay đọc là adult. Adult là trích quốc rồi bạn ơi. Nó không phải là đất đất. Cái gì mà đất đất. Đúng là theo nguyên tắc ấy. Em check từ điển đúng không? Em check từ điển ấy, thì nó sẽ cho em cái từ này này. Nó sẽ đưa em cái âm này đúng không? Đúng không? Chính xác chưa? Và em hãy ghi xuống nha, rồi các bạn ghi xuống cho Uy nè. Cái âm ớ mà đi với chữ cái L thì nó tạo ra âm ơ. Ừ. Mình là sẽ là adult. Được không? Ghi nhớ luôn nha. Được. Giống mà các bạn có cái từ, các bạn sẽ có một cái từ đó là từ văn hóa. Cái từ văn hóa đó. Được không? Đúng rồi, nếu mà em đọc thành culture, tại vì nó là âm ớ, nó được phiên âm như thế này nè, K. Được không? Xong rồi âm ớ giống như thế này, như cũ, như là theo lý thuyết, được không? Đây, xong như này. Xong rồi âm tr của nó như thế này, đấy. Thì nếu mình đọc thành culture thì nó bị sai, được không? Tại vì âm ớ, nhớ này, âm ớ mà cộng với chữ cái âm L phía sau thì nó tạo thành âm âm ừ. Ừ. Like culture. Culture. Đấy. It's culture. Rồi nha. Đọc thành adult. Adult. Đúng rồi. Adult. Đúng rồi. Còn bên anh thì đọc thành adult. Adult. Ừ, âm anh á. Đọc anh thì là á. Được không? Ghi này xuống nha. Đừng có kêu là chà, em nhìn rồi em nhớ nha, tao búng These new words I don't know their meanings. Thì Thanh Tâm ơi, cái từ nào em không biết em ghi xuống cho thầy nha. Cái từ nào bạn không biết bạn cứ ghi xuống, được không? Cái ghi thẳng xuống. Không có phải không có vấn đề là bạn nào biết không biết không quan trọng, mình biết hay không là quan trọng nhất. Ok. Và cái từ là adult thì nó liên quan đến cái thể xác. Cả nhà nhớ giúp Uy nha. Là cái thể xác là mình to đùng lên vậy đó. Được không? Có nhiều người người ta thể xác người ta to, nhưng mà cái não bộ người ta không có to. Cho nên là nếu mà não bộ người ta trưởng thành á, thì mình sẽ có cái từ này nè. Có từ mature. Được không? Mình nhìn thấy đúng không ta? Ok. Đấy. Qua bay. Thanh Tâm ơi, em viết cho thầy mấy cái từ đó xuống luôn nha.
Đấy cả nhà. Mature là có nghĩa là bạn trưởng thành về mặt, về các mặt tâm lý, để cách suy nghĩ và tâm lý tư duy. Đấy. Cho nên các bạn cũng có hai từ trưởng thành ha, một từ là dành cho thể xác. Còn từ mature, mature, mature thì các bạn dành cho là tư duy và cách suy nghĩ, được không? Tư duy và cách suy nghĩ. Rồi. Alright. Mọi người hãy hãy ghi chú ý luôn nha, là mọi người bất kỳ khi nào là 100% luôn. Bất kỳ khi nào mọi người thấy bốn cái chữ cái này đi chung là T U R E. T U R E thì nó sẽ được phát âm thành âm chur. 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 Ok. Rồi, ghi này xuống nha. Like me, it's not mature nha, cái này là mature. Mature. Nó sẽ là từ này có hai âm tiết và âm nhất và âm ngắn của nó là âm hai. Mature. Mature. Why I don't listen to teacher's sound. Tâm ơi, vậy là chắc phải em phải lock, em sẽ phải out ra bên ngoài xong em vào lại thử xem nha. Out ra ngoài vào lại giúp thầy với. Hoặc là em cần phải đeo tai nghe vào. Tại vì I don't know what's going on with your computer or your phone. I don't know what's going on over there. Em out ra vào lại giúp thầy với xem. Để xem là mình out ra vào lại nó có nghe âm thanh không. Ok, tiếp tục. Mình sẽ có. Okay, okay. The first, and then let me erase everything. Okay, let me erase everything. Okay. What's that? What's that? Where's the noise from? All right. Rồi Thanh Tuyền ơi. Rồi cái từ này của em nha, nó hơi khó phát âm một chút. Thì nhớ này, căng cái này ra nha. Tell. 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 Tail. Tail. Để không, nó là te y á. Cái âm có là âm te y nha. Em mà cái môi này em không căng á, nó ra từ kể chuyện, là từ tell. 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 Em thấy không? Cái từ kể chuyện của em á là tell. Đó là cái môi của em không có di chuyển nhiều, nó chỉ là tell thôi. Cho nên cái từ này của em này là cái đuôi, được không? Cái nghĩa của nó là cái đuôi, có đuôi đuôi chó, đuôi heo, đuôi đuôi bò, đuôi trâu ha, thì mình sẽ là tail. 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 Căng hai này ra. Nó là âm ei, được không? Nó là âm ei là tail. Được không? Còn em mà không căng ra, nó ra giống cái từ kể chuyện á, là nghe không ra luôn á, được không? Nghe là it won't work. Okay, it's not really good for you. Rồi, tụi em nắm được phần này chưa? Yeah. Nắm được cái đuôi nha. Nhớ này, cái đuôi á, cái môi em phải căng ra. Tail. Được không? Tail, tail, tail. Okay. Rồi, cái từ số 2 của em là từ lick. Lick có nghĩa là liếm. Xin thưa các loại liếm. Liếm bàn, liếm dĩa, liếm kẹo múc, liếm cây kem. Đấy, thì nó chỉ có từ này thôi, là từ lick. Nó không có S nha. Tại vì trong bài mình là chủ ngữ số ít á, cho nên nó mới có S thôi. Mọi người ghi không cần phải có S nha. Tại vì bản chất của nó không có S. Lick. Chứ mình là lick nha. Từ lick nó sẽ được phát âm như thế này nha cả nhà. Alright, so I need to write it for you. Nó sẽ là lick. Nó sẽ là L nha. Âm E nha. Alright, lick, 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 aha, lick. Âm e nó ngắn lắm cả nhà nha, không phải là lick, đừng nói thành lick, no, it's lick. Alright, âm e này nó ngắn lắm. Alright, it's short, I, alright, not short, alright, nó ngắn, okay, lick. Lick, lick, lick. Ok, short. Dài. Tuyền em nắm chỗ này chưa nè Tuyền?
Yeah. Ok, that's good. Rồi sao hai cái tên này đó hả? Sao bằng đỉnh cao quá vậy? Con mấy tuổi nghe không ra luôn này. Sao mày không ghi xuống? Từ từ này. Ghi xuống nha Lan. Bằng Thủy này, Thủy ơi. Em đây thầy. Cái từ sóng đó hay là cái từ này nó hai nghĩa nha. Một là cơn sóng, ngọn sóng. Hai là quẩy đuôi. Vẫy chào như này, quẩy 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 như này ha. Vẫy vẫy như thế này này thì gọi là wave. Alright. Ví dụ ai đó hỏi mình là cách các bạn đắt bón, cách mà các bạn đón xe taxi ở quê bạn thì như thế nào? Thì xin thưa ở quê chỉ có giơ tay nào quẩy thôi. Ê. Ha. Đấy. Okay. Đấy thì đây là cái gọi là cái wave. Ok, wave. Thì từ này em không biết nghĩa hay là sao ạ? Không nghe ra từ đấy. Rồi. Căng môi ra âm y nữa nha, wave Wave. wave, đúng rồi, phải căng lên, Wave. đúng rồi, wave. Ok, đấy. Waves. Đúng rồi, không căng ra là không nghe ra nha, nguyên tắc rồi đó, không căng là không nghe ra vậy thôi, nhớ căng là được. And then you got another word right? Em có một từ, từ từ này nghĩa là sao? Từ này không nghe ra hả? À, em ghi nhầm hình từ check. Check up. Tự đọc từ này nghe chơi vui chút coi. Pick, nó là âm e tiếp nha nha, nó là âm e. Pick, pick, alright, nó là pick. Mọi người để ý nha, nó là âm e nha, đúng rồi, pick, được không? Pick, ok, pick up my ball, ok, là pick up the ball, yo, pick up the pen, pick up the pen. Nhặt cái viết lên coi. Ê, hey, pick up the pen. Ok, là pick. Không phải là pick, mà là pick. Pick. Alright. Đúng rồi, very good em. Companions nghĩa là gì? Phải là chuyến gì không này? Dạ Không. không. Companion trong trường hợp này em dịch nghĩa nha là bạn, bạn tuổi thơ hoặc là bạn đồng hành được không? Bạn ta bạn tuổi thơ, bạn đồng hành gọi là companion. Em nghe được nhưng mà viết sai. Không sao, nghe được viết sai thì không sao cả. Được không? Chỉ có nghe không ra thì nó vấn đề thôi. Rồi. Cái còn những các bạn kia mới vào đó rồi, những các bạn sau này ê, những các bạn kia mà không ghi xuống nha. Nó chỉ rơi vào một trường hợp thôi. Có nghĩa là nghe rõ hết rồi, không có gì để hỏi. Được không? Cho nên Em là đang tạo biết. ai nãy giờ chưa ghi xuống cái lỗi của mình hay là cái từ mình chưa biết thì các bạn hãy ghi xuống nha. Và nếu mà các bạn nào đang có một cái suy nghĩ như thế này nè. À, cái từ này mình biết rồi, chắc hồi nãy mình nghe bị sao chứ mình nghe không ra. Thì bớt đùa giùm tôi cái nha. Cái này thì các bạn hãy nhìn rõ, nó là một cái lỗi rất là sai, đó là nghe không ra là không ra chứ không có dụ lại, vì nếu do đã hay là lỡ nha, nghe không ra là nghe không ra thôi, sai là sai, đúng là đúng chứ không có dụ lại, chắc hôm sau mình sẽ nghe đúng, mơ đi các bạn, sai là sai được không? Cho nên cả nhà mình này nhớ là không bao giờ bao che cho mình, nhớ nha, luôn luôn sống thật với mình, là ví dụ là cái từ nào mình nghe không ra, mình nghe không chắc luôn ấy thì ghi xuống được không, chứ không có dù là mình cảm giác mình tha mình bỏ cái lỗi đó thì nó rất là sai nha, nó sai lâu dài. Ok, so and then Hà Trang đâu rồi? Em đây ạ. Câu 1 em không nghe thấy dưới từ ân đấy ạ. Em muốn nghe ra từ in em khó nghe lắm đó nha. Em muốn nghe ra từ in thì là 6 tháng. In the. Em phải nghe 6 tháng tiếng Anh á, mà ngày nào cũng phải nghe theo đúng công thức của thầy á thì may đâu em còn nghe ra nha. Còn nếu không thì Dạ. không nghe ra được đâu, tại vì in the là những cái từ nó mang ý nghĩa về ngữ pháp chứ nó không mang ý nghĩa về ngữ nghĩa nhiều nha, cho nên là em sẽ không nghe ra được đâu. Rồi, tại vì nó luôn luôn bị nối.
hoặc là bị lướt hoặc là bị như thế nào đấy. Ok, ngại cái gì mà ngại, không có, đừng các bạn nhé, các bạn đừng có ngại, tại vì đồng tiền nó không biết ngại với các bạn đâu, được không? Y muốn dạy, y muốn giúp cho mọi người là sao tiếng Anh giỏi lên để đi kiếm tiền, đó, kiếm được nhiều tiền hơn, chứ đừng có ngại, ghi thẳng ra, đừng có rút rút cái gì, rút sau cũng vậy. Hôm nay không nghe viết hết sang tặng xuống nha cả nhà. Cảm ơn Đức nha, cảm ơn Đức đã thẳng thắn với thầy là tại vì em nói là em thấy ngại không, đừng có ngại nữa, đồng tiền nó không có ngại đâu. Em có ngại với tiền không? Em ngại với đồng tiền thì em đừng có ghi xuống, còn em không ngại với đồng tiền thì em ghi xuống cho thầy để thầy giúp em. Ok, tư duy ngay từ đầu luôn nha cả nhà nha. Alright, that's good. Rồi, cái từ Crazy. ri rồi này, căng cái Crazy, từ môi này này ra, em biết. Em căng biết từ này nhưng mà em không, em đi sai. căng ra. Hồi nãy em có nghe ra không, Có, em nghe ra được nghe ra được mà ghi mà sai không tôi biết đúng được. không? Ok thì bỏ qua một bên tại vì không sao cả. Highly nghe không ra hay là sao? Em không nghe ra từ đấy thì em nghe mỗi từ intelligence sau rồi. Em đọc từ đó như thế này, nghe nghe xíu đi. Highly. Ok, để tí nữa mình nghe lại xem có nghe ra không ra không nha. Cái từ tiếp theo em đọc không? Em phát âm không nghe. Tại sao ghi nó xuống vậy? Không nghe không ra à? Dạ. Em đọc cho thầy xem nè. Em chỉ nghe từ nào thầy? Em nghe cái từ gì mà cư xử tốt đó. Well Rất quá cục tình, that is well behaved. Cái âm này, âm này nghe này nha, nhìn cái môi thôi chị. nè, well, bỏ từ well đi ha, well behaved, Well, behaved. 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 Em có nghe âm vờ qua này không? Không, không nghe thấy. Nghe này lại nha, nhìn cái môi nè, behaved. Có cái âm Có vờ. vờ. Để sure rồi, âm vờ nó nhẹ lắm nhưng phải tôn trọng nó nha, phải phát âm vờ đó đã. Behaved. Behaved. Âm vờ nè. Từ 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 nha, từ từ nha, từ từ ai cũng đến phần nha, không ghi xuống, không ghi xuống. Bây giờ tôi sửa lại là ghi cái từ đó xuống xong rồi tôi sửa cho mọi người nha. Rồi đọc lại này, nó đơn giản thôi, em tập trung cho thầy á, cái âm V nhiều nhất rồi âm D ra thôi. Behaved. Behaved. À ok rồi đó, bắt đầu được rồi đó, đúng không? Behaved. Thì từ từ á, cái âm Behaved. không có V, đừng đọc thành thành V, nó chỉ là đúng rồi. Đọc lại coi. Behaved. À ok, sounds good. Sounds good, sounds better. Nghe tốt hơn rồi đó nha. Nghĩa là mắt, các bạn nghe nha, mắt nhìn hiểu nha, mắt nhìn hiểu, viết phiên âm thì ra đó nhưng mà nghe không ra là bình thường nha. Đọc lại lần nữa nghe cho vui chút các bạn. Behaved. Behave. That's good. Yeah, you get it. Alright, ngon rồi đó. Wave system đúng không? Có chỗ đang nghe không ra luôn hả? Từ quay em nghe được cái từ tail với từ lick Nhớ này, cái đuôi đó nha mà em đọc thành từ tell, giống cái từ kẻ nghe không ra đâu nha, nó là tell. Nhìn cái môi này, tail tell tell, tail đúng rồi, căng hai này ra được không? Không căng nghe không ra đâu nha. Ok, lick nghe không ra luôn hả? Vâng, không biết, em không biết từ đấy luôn. Đọc thành ok, không biết hả? Là liếm nha, liếm này nè, liếm Vâng. tay, liếm ngón tay hay là liếm kem vậy đó ha. Thì là từ lick này nha, mọi người ghi xuống hen, từ này là từ cửa miệng á, cái từ này từ cửa miệng rồi, liếm 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 là lick. Cái từ medium không nghe không ra hay là sao? Không, cái đuôi đằng sau cái chữ sai chị ạ, thầy ạ. Em Medium nghe size, ra cái từ medium sai thì em nghe được. nghe từ size được đúng không? Vâng, cái Ok. đuôi thôi, cái đuôi ED thôi. Ok, cái AD em nghe được từ size đúng không? Thì cái Vâng, đúng rồi. âm D nó mang tính chất ngữ pháp. Alright, cho nên nó rất là nhẹ.
Được không? Và em thường em để ý nha, là Vâng. cái, nó sẽ nhẹ nha, medium-sized puppy đấy, nó sẽ âm z nó được kéo dài ra một chút, nhưng mà cái này nó nói chung là phải luyện cơ, được không? Nhưng mà em nghe được medium size là Vâng. ok rồi đó, được không? Còn âm d Vâng. đôi khi là Thế có người thì người em ta nghe phát lại từ âm đấy xem. tí nghe ra ha, có người nghe ra người nghe không ra nha, Vâng. cũng có người phát âm có người không phát âm ra, cũng tùy, cho nên là để xem, nhưng đúng ngữ pháp thì phải có ad ha. Neck nghe không ra hả? Vâng, em không biết từ đấy nữa này ạ. Neck là cái cổ nha. Neck. Neck. Né, Neck. không phải là neck, là né Nếu né ạ. né. Neck ha. Neck. Your neck. Alright. Neck. Alright, that's good. Broad. Broad chest nghĩa là chest là cái vùng ngực. Được không? Broad là vạm vỡ, mọi người nhớ nha. Broad chest là cái ngực nó vạm vỡ. Ok. Broad chest. Magic. Không có chest, it's Ok. broad chest. Nha. Không có check cờ em, cái âm S, broad chest. Jet. No, no. And âm S đi, S. S. Chess. Chess. Đâu, đúng rồi đó. That's good. Pick up nghe không ra hả? Em không nghe từ đấy luôn. Biết nhưng mà không nghe ra. Đọc thành pick nha, không đọc thành pick nha. Pick. 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 Âm E đó, thì em nghe phải âm E nó mới ra nha. E. Đúng rồi, beat thành Vâng, the đúng rồi, biff thì trước à. em toàn đọc thành Y thôi. Thì nghe lại. Ghi xuống đi rồi các bạn mới ok được nghe. Rồi các bạn ghi xuống các bạn mới Ok. giỏi được á. Rồi, beat ra the biff. Em nghe cái từ thịt thì sao? Tí nghe lại đi bạn. Thịt. Biff, đọc thành biff đúng không? Biff. Ok. Cái từ tiếp theo của em là dairy. Không phải là diary nha, mà là dairy. Dairy. Vâng, thế em biết nhầm đấy. Ha, đọc thành dairy ha. Là gì hả thầy? Dairy product có nghĩa là những sản phẩm được làm từ sữa là dairy product. Mọi người để ý khúc này nha. Đó là đây, câu số 7 nè, câu trả lời câu số 7 là dairy products, nghĩa là sản phẩm được làm từ sữa. Thì bao gồm đó là bao gồm phô mai con bò cười. Người nhớ nha. Đó là dairy product. Ai đọc thành product là tôi quýnh đó nha. Đó là product. Product. Alright. Product. Yeah. Teach thành teaches. Teaches. Nó thành hai âm tiết nha. Teaches. Vâng. Hai âm tiết là teaches me. Teaches. Teaches me. Được không? Cái từ trung thành đồng sao? Từ đằng sau em không biết thế ạ. Loyalty có nghĩa là sự trung thành nha. Là cái gì? Loyalty. 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 Ok. Các bạn đọc thành lối vô nha. Ai đọc thành lối vô là chết luôn á. Đừng đọc thành lối vô. It's loyal. It's not loyal. It's loyal. Alright. Good. Em biết từ adult rồi đúng không? Vâng, em biết rồi. Ok, that's Tại good. vì phát âm sai thôi thầy ạ. Cái câu chính em nghe không ra đơn Làm giản sai là thôi. tại ngữ pháp nó khác, nó ngữ pháp nó lằng nhằng cái này nha, ngữ pháp nó nâng cao ấy. Consider cái gì đó as Vâng. nó là nâng cao, cho nên là phải hy vọng là tí nó nghe được câu này nha. Vâng. Ok. Companions. Broadcast. Hiền Nguyễn ơi, em có đây không? Hiền Nguyễn ơi. Dạ, có thầy. Oh my god, xem là tắt bài. Cái tên em đồng sao? Con chó đó, con chó này tên gì? Pickle. Chết quá. Không có là pig mà là pet. Pebble. Pet. Pebble.
Pebble. Pebble. Vậy Pebble. em có viết đúng không vậy ta? Thanks. Hình như thầy, thầy thấy em viết hình như em bị viết sai đúng không? Đó là Em pebble. không nhớ nữa. Nó là cái Bồ. từ pebble. Ball. Pebble. Pebble. Pe nào nào. Pebble. 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 Được không? Pebble. Thanks. Alright, that's good. Tí nó nghe ra từ Pebble không nha. Pebble, alright. Thanh Tuyền, bạn Thanh Tuyền ơi. I got your message from yeah. here. Animal nghe không ra hay là sao? Nhớ này, cái mồ này nha, cái âm L nó em phải uống lên. Animal. Thấy cái lưỡi không? Animal. Animal. Cong cái lưỡi lên nha. Không, 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 cong lưỡi là rồi animal là đúng rồi đó. Đọc nghe chơi coi. Animal. Mày đọc thành mo, mày kêu nghe mo sao được. It's mole. Mole. Đâu rồi? Cái môi làm sao? Mô chu lên. Animal. Alright. Mole. Đọc lại. Animal. Cong lưỡi chưa dạ? Đọc lại nghe chơi coi. Animal. Cái em đưa cái môi lên, em đưa cái màn hình, em đưa cái môi cái miệng lên đây chứ đọc đọc mà đưa con mắt không là sao tao biết được. Đọc. Animal. Rồi em coi cái môi em này, em đọc thành animal. Cái môi của em ấy nó em đưa lên em chu ra nhưng mà em chu lên nhưng mà em tản nó ra liền. Nó ra amol là đúng rồi đúng không? Nên là animal. Giữ yên đó. Animal. Đọc lại. Animal. Mole. Mole. Không có căng ra nha, em để yên đó, cứng cái khuôn miệng, cứng cái khuôn miệng, cũng cứng cái khung hình miệng lại, cứng lại. Mole. Mole. Đọc lại. Animal. Đọc vậy tí nó cũng ra lại đó. Bây giờ nha, đọc âm, đọc thầy âm mồ thôi. Mồ. Mồ. Em biết từ mồ côi không? Em biết. Đọc từ mồ cho thầy đi. Mồ. Rồi, cong lên lên đây, cong lên lên đây. Mồ. Rồi đấy. Không cong lắm nha. Không có cong mà cong kiểu như thế lầy đâu nhá. Không có cong kiểu lầy đâu, ok. Cong cái kiểu em cong, đây là cái lưỡi nè, em cong nhẹ lên thôi. Animal, cong nhẹ lên chứ không có animal nha, cong nhẹ lại. Animal. Đấy, ra đó. Được không? Cong vừa vừa thôi, cong dữ vậy bạn. Nhớ nha. Em ok, Hailey nghe không ra à? Nghe thành Hailey với thầy. Hailey là cái gì ta? Ok em sao đó, lỗi này nó không phải vấn đề. Tại vì cái từ này nó đơn giản lắm. Không phân biệt ra, bây giờ tiếng nó nghe lại chắc chắn ra thôi. Broadcast sao nghe không ra? Không nghe ra luôn thầy. Rồi, em đọc từ đó như thế nào? Broadcast. Broad. Rồi, mất tiêu rồi ta. Chờ tôi chút coi, tôi tìm nó ra mất tiêu rồi. Broadcast. Rồi, bỏ D cho thầy nha. Đọc thành broad. Ok. Broad chest. Thì chest này bỏ T luôn đây nha. Đọc thành broad chest luôn thôi. Đọc đi. Broad chest. Rồi, vậy dạ, thôi rồi là tiếng nghe ra. Từ này em đọc làm sao? Consider. Đọc lại. Consider. Con là đọc thành consider đi bạn. Consider. Consider. Nó không phải âm o đâu nha, nó làm ơ, nó đọc thành con. Được không? Consider. Consider. Rồi ha.
Ok. Ok chưa cô gái? Dạ rồi thầy. Ok, tí nữa mình nghe lại ha. Là cả đêm tí nữa mò ra, hy vọng là mình sẽ mò nó ra hết ha. Ok, so remember bup 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 ơi. Chờ chút nhân Khánh Ly nó còn đây em ta. Khánh Ly nó nghỉ luôn rồi hả? Khánh Ly rơi rồi đấy. Con gái nữa đi làm trực ca là không không nên. Mà làm trực ca nhắc cái tiếng nó cũng mấy mấy chục ngàn đúng không? Tiếng không mấy chục ngàn thì tiếng nó cũng 20 ngàn thôi. Để tôi mang về thì kêu làm cho ta. Tiếng nó trả nó 15 ngàn. Đúng mọi người, tới thức thức đêm. Thức đêm tới hôm chi, con gái nữa hư mặt hết. Về đây thầy trả mày 15 ngàn, mày làm việc cho thầy. Vừa được ở nhà mà nó mà không phải thức đêm thức hôm cho nó lẹ. Rồi, bấp ơi em không nghe được từ does. Dạ. Rồi nếu em không nghe được từ does thì em coi là chỗ này cho thầy nè. Em coi là chỗ này nha. Chỗ này nói nè, nó thành không phải là what does it này, nó thành là what does it look like. Does it nha, what does it. Ok. What does Em nghe y thế này, what is it á? What is it? Tức là what is it like trên này rồi bạn. What is it like nha? What is it like là chỗ câu số 3 của em ấy. Ok, còn lại là Câu what? số 3 em nghe được từ y, mà câu số 4 là em nghe cũng từ y. Vậy hả? Là chắc nó bị thói quen lộ tai lúc đó thì không sao đâu. Tí nữa nghe lại nha. Thành what does it nha? What does it? What does it? Ok. Đúng rồi, what does it ha? Từ tiếp theo cái mà từ there, there. There này hả? Đáp từ từ there xem. There. Cong lên một chút nữa. There. There. No, no, cái lưỡi em nó không có cong, lưỡi em nó đưa ra ngoài mà. There. 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 Cong ngược lại á, cái âm này, cái R này cong ngược lại vô thầy luôn, cong hết lưỡi ngược lại. There. Đúng rồi, there. Ok. There. Ok, good. There. Cái từ kia em đọc thành từ as cho thầy nha, as. As. As, nhớ cái s là được nha. Yeah. Ok, từ as ha. And then we got another one. Thanh Huyền rồi. Thanh Huyền ơi. Dạ đây thầy. Ok. Em đọc cho thầy cái từ trung thành đi. Loyalty. Đọc lại. Loyalty. Loyalty. Where is that noise from? Well, I'm asking Thanh Huyền mà. Where is that noise from? Let me try again. All right. Okay, here we go. Loyalty. 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 Okay, that's good. Better. Loyal. Đừng thành lấu vô nha. Loyal. Loyalty. Loyalty. All right. Nhưng mà các bạn nhớ nha. Các bạn thấy âm 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 L á, nếu các bạn thấy âm L nha mà đứng phía sau nha, họ đứng chính giữa đó. Mọi người sẽ phải có mọi người nhất định luôn á là phải chu cái môi lên và cong nhẹ cái lưỡi được không? Loyalty. 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 Tao bé. Loyalty. À đúng rồi đó, loyalty, loyalty. Loyalty. Đấy nha. Loyalty. Nhớ là chu có môi lên nha và lên nhẹ cong lưỡi nhẹ đó thì các bạn mới mới ra đúng nha. And then pitbull, 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 pitbull. Nghe không ra Không biết cái chữ đó luôn hả? Chắc chưa phải cho cô Pitbull. xem mấy con chó pitbull đi cắn lộn là nó ok thôi. Pitbull. Alright. Em biết con loại chó pitbull mà pitbull luôn mà đúng không? Không biết luôn thầy. Không biết hả? Ok, tí còn thời gian không tôi biết research cho con. Loyal companions. Nghĩa là gì? hồi nãy em mới tra thành Bạn đồng hành đúng không? Dạ bạn đồng hành mà không biết cái từ này. Ok, từ mới thì thôi bỏ qua một bên. Ok. Không thấy Em nói sao? thầy.
đọc là companion hả bạn? Companion, companion. Những cái môi này nó mở miệng là a nhưng mà nó kết thúc bằng chữ e, companion, companion, companion. Được không? Mở miệng là chữ a nha, compa. Em nghe được âm a đúng không? Compa. Nhưng mà cái âm cuối nó là a, companion, companion. Companion là âm e. Nhưng mà khung hình miệng nhớ khung hình miệng của chữ a nha. Nhớ là khung hình miệng của em phải là chữ a, là a. Còn nếu mà khung hình miệng là compare, nó keng ra như thế này thì nó share. Compare. Được, compare. Nó compare là share, nó companion. Companion. Đấy, là không hình miệng nha. Đó à, nó phải rộng ra thì nó mới đúng. Ok. All right. That's good. Thầy cái chữ chest với lại cái ngực với lại cờ thầy đọc giống nhau rồi. Rồi, nguyên tắc và nguyên lý của nó là nếu mà đứng đơn, nếu mà đứng đơn nha thì chắc chắn một thằng sẽ đọc thành S, một thằng đọc thành ST, được không? Đấy, là khác âm cuối thôi. Đúng rồi, nó khác nhau âm cuối thôi, được không? Ok, là nguyên lý nha, nghĩa là hai từ này đứng đơn với nhau, hai từ này mà đứng đứng một mình này và so sánh với nhau thì một thằng là S là chest, là cờ, còn chest là cái ngực, đúng không? Là hai mình đang nói là hai thằng nào so sánh đơn nha, nhưng nếu mà một trong hai từ này hoặc thì cụ thể hơn là cái từ mà bộ ngực á mà nó vào trong câu, và đặc biệt khi mà ở trong giọng Anh Mỹ á, các bạn nghe các đàn Anh Mỹ nha, thì cái từ chest này nè, cái âm T nó thường nó sẽ bị nuốt hoặc là sẽ được đổi thành âm D để nó nói, được không? Hồi nãy em nghe ra là hình cái chữ đó không nên, thành ra không hiểu cái chỗ đó luôn. Yeah, đấy thì là nguyên lý là sao? Tức là lực các bạn học lý thuyết á, các bạn viết IPA á thì chắc chắn một điều các bạn sẽ luôn mừng tượng là nó phải có T, được không? Thì đúng là nó có T thôi, nhưng mà theo mặt lý thuyết mà thôi. Nhưng mà trong thực tế các bạn nghe được á thì các bạn ít bao giờ các bạn nghe được âm chest, được không? Các bạn nghe được chest, và nếu mà sau nó một nguyên âm thì nó nói thành âm D. Được không? Ví dụ chest and shoulder. Các bạn sẽ không nghe được thành chest and shoulder. Shoulder là cái vai, được không? Shoulder. Đấy, theo bạn sẽ là chest and, nó được không? Là chest and shoulder. Nó sẽ âm T thành âm D hoặc là nó nuốt luôn. Tùy người. Ok. Rồi, cả nhà mình nghe lại nha. Nghe lần nữa này. Lần này nhớ chép xuống nha. Các bạn mới có dạy cũ vậy, nhớ chép xuống xem là mình còn bị sai những cái chỗ mà mình vừa được sửa không. Ok. Và lần này lúc đầu các bạn sẽ có 7 lần, thì lúc sau này các bạn chép á. À, các bạn bị sai cái gì bạn chép, bạn dịch xuống đây ha. Bạn sẽ chụp hình lên đây. Rồi, đây chép lại nữa nè. Lần số 2 bạn chép thì bạn chỉ có 5 lần mà thôi. Đúng không? Nó sẽ khó hơn chứ. Rồi, sẵn sàng chưa? If you're ready, if không phải là if nha. Ai nói if là chết tôi đó, mà là if. Mà là if. If you're ready, type number 1. Các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn bấm cho con số 1 nha. If you're ready, type number 1. That's good. It is a beautiful day. I'm looking for something dumb to do. Alright, cả nhà. Here we go. Rồi, chơi nha. Vô. Are you an animal lover? Yeah. Are you an animal lover? 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 Yes, I am. I love animals. 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 Are you raising any pets? 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 Are you raising any pets?
Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes. Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home. Yes, I have a pit bull puppy at home. What is it like? 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 My puppy is friendly, highly intelligent, and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. My puppy is friendly, highly intelligent, and well-behaved. He always waves his tail and licks my hand to welcome me home. That's good. What does it look like? 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 Very good. What does it look He's like? He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. He's a medium-sized puppy with a strong neck, broad chest, and brown hair. What are its habits? 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 My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. My pit bull puppy loves doing exercise every day. When he plays to win. What do you usually do with it? 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 We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. Picked up. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. Picked up. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. We usually play tennis together. My puppy helps me pick up tennis balls. What does it like to eat? 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 Yeah, what does it like to eat? What does it like to eat? What does it like to eat? He loves beef, chicken, and some dairy products. 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 What do you learn from it? 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 He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe.
He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. He teaches me loyalty. An adult pit bull may make me feel safe. Why do people keep pets? 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 They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. They consider pets as their loyal companions, which make their life better. Are pets well looked after in your country? 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 Yes, people in my country love pets. 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 Ok. Right. Ai còn sai cái gì thì ghi xuống nha. Sau khi chúng ta sửa phát âm rồi đúng không? Các bạn đã nghe được cái phần mình sửa phát âm rồi. Thì sai cái gì thì ghi xuống lại lần nữa đi. Alright. You need to rewrite your mistakes again if you remake it. If you don't make it, that's good. You improved. Alright. Mọi người giúp Uy đánh cho Uy hai con số nha. Lúc đầu là đâu mô như phần trăm, và lần số 2 sau khi mình được nghe cái cách giải thích và mình được chỉ mấy cái tip mình nghe tốt hơn á, thì mình nghe được bao nhiêu phần trăm ha. So yeah, các bạn cho Uy hai con số nha. Okay, so give me a result after 2 times do translate. No, it's not translate, it's the dictation. 85-95 hả? Ok, 10% là hơi bị ngon các bạn. Tôi chỉ cần bạn là 5% thôi là đẹp. Ok, 6 lên 80 hả? Ok, that's good. 80-90, nó cua này khiêm tốn quá ta. Đi làm đi bạn, đi làm đi rồi bỏ học nha. Sắp tới là tiếng Anh mình nó rớt xuống là các bạn sẽ cảm giác. Không phải là em đi làm mà là em đi công tác ấy, xong đến tầm 9 giờ 10 giờ rồi vẫn anh em cũng đâu ra ngoài nên là không có ở trong phòng nên không học được kìa. Ok, I see. 50% à. Rồi cả nhà này, cả nhà chỉ vẫn nghe không nghe là từ F là sao? Different. Để có thể cho thật sao là beef chicken. Ok. Hà Trang học tới bài bao nhiêu rồi Hà Trang? Em chậm lắm thầy, em vẫn bài 2. Ôi trời ơi. Thôi rồi rồi, nghe thêm đi. Các bạn nhớ nha, các bạn chỉ với các bạn chỉ có thể biết mình bị sai chỗ nào và không sai chỗ nào chỉ khi nào bạn thực hiện các bước chép chính tả. Còn nếu các bạn không chép chính tả đấy, mình vẫn dửng dưng đó, các bạn vẫn dửng dưng đó, là các bạn nghĩ là à cái từ này mình biết, chắc mình mắt mình biết nè, là nghĩa là mình sẽ nghe được nha. Hai câu chuyện nó khác nhau lắm nha. Các bạn nhớ là phân biệt giúp tôi nha. Con mắt bạn nhìn thấy không có nghĩa là lỗ tai bạn nghe được và não của bạn có thể phân biệt được nha. Ok, cho nên chỉ có một cách thôi, đó là chép chính tả. Chỉ có việc chép chính tả thôi thì bạn mới được double check đúng là thật sự mình có hiểu hay là không. Còn nếu không chép thì I don't know how you can improve your English in a short time, alright? Nếu mà không chép thì là không biết là cải thiện thế nào thôi. Sắp tới là nó cũng yên tâm nên sắp tới có cái phần đăng ký lớp học 1-1 rồi. Được không? Đăng ký rảnh lúc nào mình đăng ký lúc đó. Ok. Để cho mình có người mình luyện tập với mình. Ok chưa?
để cho cái miệng mình nó hoạt động á, chứ không là não bộ mình nó quên. Các bạn yên tâm, học mà không ôn ôn tập là não bộ mình nó quên thôi. Ok, question please. Chúng ta đã đến phần câu hỏi nha. Các bạn có câu hỏi nào cho tôi tối nay không giờ? Những bạn nào chưa có tài khoản thì tối nay các bạn sẽ trễ nhất là sau 12 giờ ngày mai các bạn sẽ có tài khoản. Cho nên là ngày mai các bạn cô trợ lý sẽ nhắn tin cho cả nhà ha. Những bạn nào ở các bạn chưa có tài khoản, trợ lý sẽ nhắn tin cho cả nhà để tạo tài khoản ha. Còn ai mà chưa có tài khoản, chưa nhắn tin cho trợ lý thì nhắn tin để sáng mai trợ lý tạo tài khoản cho cả nhà. Và tài khoản nó sẽ được available sau tài khoản của mình sẽ được available trong vòng 5 ngày. Sau 5 ngày các bạn cảm thấy thích hệ thống này, thích các hoạt động của hệ thống thì các bạn sẽ inbox cho riêng được không? Để mà chúng ta có một cái cách để mà tiếp tục sử dụng hệ thống. Ok, tại vì đây là một cái chương trình học liên tục trong vòng 6 tháng. Dạ, đó. Thầy mở tài khoản cho em nha. Ừ. Không nhắc tí quên ráng chịu. Thế ngoài cái việc mà thay đổi lịch học này thì còn cái việc mà cái chương trình học của mình nó có thay đổi gì không thầy? Có em, chương trình học của mình nó thay đổi nhiều lắm em. Nhưng mà các bạn phải học đến bài 12 đi. Tại vì qua bài 12 á, các bạn sẽ được học về tiền, các bạn sẽ được học về tư duy, các bạn sẽ được học về thời gian, các bạn sẽ được học về 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 nấu ăn. Nhưng mà chung các bạn sẽ được học rất là nhiều thứ, đặc biệt về tư duy khi các bạn có tiếng Anh. Được không? Các bạn, thật ra các bạn không nghèo tiền, chúng ta không nghèo tiền mà chúng ta bị nghèo tư duy thôi. Cho nên là Uy đã set up những cái chương trình học vừa học được tiếng Anh mà vừa học được tư duy, mà tư duy làm giàu á, nó có sẵn ở trong cái hệ chương trình từ bài 12 trở lên rồi, được không? Và nó sẽ khá là khó nhai. Nó sẽ, các bạn sẽ có nhiều thứ lắm, nhiều thứ học lắm trong đó, được không? Tại vì các bạn nói thẳng ra các bạn học tiếng Anh thứ nhất là để phục vụ cho cuộc sống, hay để kiếm tiền, được không? Uy thì Uy hơi hơi thẳng một chút, nhưng mà thật ra học tiếng Anh thêm để kiếm tiền. Cho nên là học cái gì mà nó mang lại tiền cho mình càng nhiều càng tốt thì phải có tư duy thêm. Để học, nhưng mà những bạn nào phải học tới bài 12 cơ, học từ bài 13 trở lên thì mới có được cái sự chăm sóc này. Còn từ bài 1 đến bài 12 là chúng ta xây nền ngữ pháp, xây nền phát âm, xây nền nghe. Từ bài 13 trở lên là nền nói rất nhiều, được không? Dạ, nhưng em mà còn cái video nữa là sang bài 13 á. Cuối tuần này đi, cuối tuần này là chắc là hết tuần này là ra chương trình, ra cái hệ 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 thống mới rồi. Ha. Chung là vui. Cool, right. Những bạn mới có ai có hỏi nơi tôi không? Hôm nay mới chép chính tả à, ngày mai chép tiếp. Phải không? Ngày mai các bạn chép chính tả tiếp mà mình sẽ kèm đâu một ngày mai mình chép một bài dễ và một bài bên ngoài. Để cho mình có được cái sự đa dạng trong cái việc mình nghe ha, nghe âm thanh. Nope. Nope. Đúng anh. Thầy gửi em cái tài khoản của thầy đi. Em chuyển cho thầy. Du có lại để chờ chút đây, để thầy lục lại, thầy làm biến lục lại tin nhắn lắm. Nó nằm ở trong cái tin nhắn ghim em, ở trong cái phần sửa bài á. Tin nhắn số 3. Được không? Ở trong đó là cái quy trình sửa bài á, nó có sẵn trong đó rồi, được không? Ok thầy. Ok. Tôi ráng hết tuần này thôi, chứ là tôi cũng làm biếng, tôi cũng sợ bị mấy người kêu réo lắm, kêu thầy ơi em hết tài khoản em một tháng rồi. Tự thanh toán trong đó. Ok, 50k một một tháng cho một cái chương trình học như vậy. Rồi hết rồi ha. No question. No. Ok. Everybody, các bạn nhìn trong ô chat nha, tôi có một thông điệp gửi cho cả nhà đó, thông điệp này quan trọng lắm. Thông điệp này là tối nào các bạn cũng sẽ nhận được nha. Thiệt luôn á, thông điệp nó quá quan trọng cuộc sống của tôi. Nhìn vô nha. I love you. And I'll see you tomorrow. See ya, catch you later.
Oh, it's